Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay chúng ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người đi tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được hưởng cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ và danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn, và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng năm thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu, tuyệt tuất. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3 tới ngày 12 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là canh dần. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3 tới ngày 24 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là nhâm dần. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3 tới ngày 6 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là giáp dần. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày 4 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là trường lưu thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3 tới ngày 27 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3 tới ngày 9 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lòng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch. Những người tuổi Thân nói chung và Mậu Thân nói riêng rất ham học, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Mậu Thân 1968, mệnh đại dịch thổ. Tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Tiền vận có phần vất vả, bản mệnh nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Những người tuổi Mậu Thân là người tài năng, sống áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, gan dạ bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nhìn chung, chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Mậu Thân nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Ngoài ra trong tháng 3 âm lịch sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nhâm Dương Thủy gặp Thân Dương Kim nên gọi là thực thân, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch, Thân Thìn tạo nên cục diện tam hợp nên những người tuổi Thân sinh năm 1968 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Mậu Thân sẽ gặp khá nhiều may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng, tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Để may mắn, thuận lợi, những gia chủ Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Mậu Thân, xem tử vi tháng 3 âm lịch, Mậu Thân không cần quá lo lắng về đường tài lộc, nhưng tuổi Mậu Thân có thể gặp may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn cần thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng vội ngông cuồng và lãng phí vì có thể đó là một khoản tiền chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bạn mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho cơ hội trôi đi mà bản thân còn đang mù mờ ở bước đường phía trước. Ngoài ra bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi và nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công tác gia chủ, Mậu Thân, hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng những chất lọc, những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Mậu Thân. Chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Thân có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới cho những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình.
bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn bè và lắng nghe nhau. Trong tháng 3 âm lịch này, gia đình bản mệnh sẽ gặp được những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, động đau nhất, trường tránh, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng thêm may mắn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong cốt danh. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay, giúp chiêu các lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân. Đối với những người sinh năm 1968 sẽ có sức khỏe tốt trong 3 ngày này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe dồi dào được tốt hơn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống thử và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị luận giải tử vi và tài vận của tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt.